cây mình bán nhỏ, trường hợp mình ghép, còn ở đây mình giao cây hết rồi, ghép cây. Đây là một cây mà trồng trên gốc ghép, thuê người ta ghép, người ta cắt bo, người ta ghép, kỹ thuật trồng. Trồng thì phải chăm sóc, phải tưới ha mấy chú. Cái này con nước hơi nhanh nha. Về kỹ thuật xay mô thì mấy chú thấy làm sao ạ? Mô xay á, thì trong quá trình người ta xay mô thì ở đây người ta đánh hơi ngay thấp xuống cái dòng ngoài thôi mà. Đây nó hơi lõm xuống, rồi ngay cái dòng này nó cũng hơi lõm xuống mà. Tại sao ạ? Bởi vì trong quá trình mình tưới phân á, mưa hoặc là nước mình tưới á, nó sẽ chảy ngược ra vô chứ nó không chảy đèn ra ngoài, tiết kiệm được phân. Ngoài ra mấy chú thấy không ạ? Nhìn kỹ ở đây là mình đổ bùn sao ạ? Đây là cái mắt ghép là nó nằm đây, mình đổ ngập lên luôn rồi mình đổ ở dưới à? Đổ dưới không đổ, không đổ ngập ngập ghép được không? Đổ ngập gốc ghép được. Dạ đúng rồi, mình không để cho bùn nước nó ngập qua gốc ghép, nó làm cho cái mắt ghép của mình dễ bị thối. Cái nữa là do hồi đó mình ghép rồi mình đã làm một cái vết thương ngay chỗ đó để mình ghép vô, do đó khi mà mình ghép vô rồi thì nó sẽ có một cái ranh chứ nó không có liền lạc giống như là da thịt lành lặn được. Thật ra nó dễ nhiễm, nếu mà nấm bệnh tấn công mùa thời tiết thuận lợi là nó tấn công rất là nhanh, là tấn công vô là bệnh vườn mình sẽ xuất hiện bệnh liên tục và nhiều năm, rất là khó quản lý. Thì tỉa cành tạo tán thì khi cây lớn rồi chúng ta nên tỉa cành tạo tán. Tỉa cành tạo tán thì cây mình khống chế ở tầm khoảng 3m đến 3m rưỡi đối với những vườn ở đây mới không à. Chừng nào mà vườn chúng ta lâu năm mà lỡ cao á thì chúng ta để không quá 4m rưỡi, và tỉa bỏ những cành xấu, cành nhỏ, cành vượt, cành ốm, cành đang chéo nhau, cành mọc ngược. Các cành nào mà mấy chú thấy nó không đẹp á, mình tỉa bỏ để cho những cái cành thẳng, nhánh thẳng và nhánh song song. Dạ. Và mấy chú thấy mình để đây mình để mấy thân à? Cây này chưa, cây này chưa để trái. Mấy chú thấy hai cây này mấy thân à? Cái clip nó là nó đậm hai thứ hả? Này là clip clip đơn đúng rồi, clip này chắc hai thước mấy ạ? À? Một trồng một hàng giữa. Và mấy chú thấy cây này mấy thân à? Cây này mình lấy mấy thân? Một thân chính. Một thân chính này hai thân, nhưng mà người ta vẫn để hai thân nó song song với nhau, nó ốp vào nhau giống như là một thân. Thì tạm xem nó như một thân chứ không có để nhiều thân ra. Tại vì theo kinh nghiệm, này là kinh nghiệm của nhà vườn nhiều năm, thì nếu mà mình để nhiều thân á, nhiều thân nó bè ra như vậy á, thì ánh sáng mặt trời chiếu vào thì trái thường là nó bị nát. Dạ, người ta cắt hết, tầm khoảng thấp thấp vậy là người ta cắt hết rồi, nó mới khống chế được chiều cao 3m, 3m rưỡi. Người ta cắt ngang luôn chứ không phải. Dạ, thấp thấp vậy là người ta cắt hết rồi. Dạ. Và khi mà mình xây tàn, mấy chú thấy ha, một trục chính, một chùm trục chính chính giữa mình xây tàn thì mình xây đều ha, chứ không để hai tàn song song. Mình xây ở đây thì ở đây mình lấy bên, mình xây một hướng ra đây thì cái nhánh kế tiếp mình phải xây cái hướng khác, mình xây đều, xây tròn nó lên, chứ mình không lấy hai nhánh song song cùng một hướng. Nếu mà hai nhánh song song cùng một hướng thì mình lấy một nhánh thôi, không lấy hai nhánh liên tục cùng song song. Tại vì cành trên nó che rạp cành dưới, hoặc cành dưới nó sẽ lấy bớt cái, nói chung là cành trên nó phủ cành dưới, cành dưới cũng không phát triển được. Thì đây là tỉa những cành nhỏ, cành không hiệu quả. Bón phân hay là bón phân cho cây mãng cầu, bón phân trên mãng cầu xiêm thì thời kỳ kiến thiết cơ bản, sau khi trồng nên bón ure hoặc DAP với liều lượng khoảng 40 gram cho 10 lít nước để tưới cho một gốc 2 tháng một lần, hay là NPK bón định kỳ 3 tháng một lần, mỗi lần khoảng 100 đến 200 gram cho một cây, kết hợp với bón phân chuột. Cái này là 100 gram hả? Dạ 100 gram. Bón là nửa ký. Nửa ký vậy hả? Dạ bón từ từ thôi. Bón một bao á. 3 tháng một lần, 3 tháng một lần, còn nửa ký thì mình bón nhiều quá. Này là các cái giai đoạn bón phân nha, mấy chú có thể tham khảo thêm, sau này mình tham khảo thêm. Giờ lướt nhanh qua cái phần thụ, bây giờ con nói thêm cái phần thụ ha. Cái này là cái bông mãng cầu, đây là một trái đã thụ,
Cái này là trái mặt trầu mình ấy. Phụ phấn bổ khuyết. Dụng cụ lấy phấn, mình lấy phấn vào buổi chiều, chiều mát. Thì ở đây là những cái bông này là những cái bông đã chín mà nó vàng rồi. Mình hái vô, đậy nắp lại để cho nó không bị mất nước, nó không bị khô. Rồi sáng mình rút ra cái chung, trong cái chung đó mình để một ít nước. Một ít nước ở trong đây là độ bít dính. Độ bít dính à, mình vụ mình lấy. Cái này nó phải vàng, nó phải chỉ sáng màu đâu, nó đen đen rồi mới hái. Còn nếu mấy chú hái sớm, nó không đen, nó không chín luôn, nó không già luôn. Mà ta hái, hái sớm chứ không sử dụng được. Mà phải thấy là nó chuyển màu này thì mình mới hái. Khi mà mình vẽ cái này ra mình thấy nó mới để chuyển sang cái màu đen thì mình mới hái gì. Hái mình rút cái sáng mình rút ra cái ly. Để vô ít nước xong rồi mình lấy cái cọ. Cọ quẹt vô trong cái đầu đạn của cái bông. Thì một bông như vậy mình quẹt 3 lần. Mình xoay đều 3 vòng tròn thì là nó sẽ thụ hết. Và đặc biệt ha, trong cái cọ này con cũng nói thêm ha, cọ mình ra ngoài chợ mình mua vẫn có, vẫn có. Rồi á, này là một số kinh nghiệm ha, ở Tân Phú Đông thì người ta sử dụng cọ tóc. Ta cắt một nhúm tóc, nam nữ gì cũng cần biết cắt nhúm tóc. Xong cái họ quấn vô, xong cái họ cắt bằng cái đầu. Thì nó dẫn ra cái cọ, cọ này là cọ tóc. Đây họ quấn lại như này không keo bình thường, còn này là tóc mình cột vô xong rồi cứ mình cắt cho nó bằng lại thì nó thành cây cọ, người ta cũng cắt như thế này. Mà cái này thì nó có cái như vậy, nó hơi cứng, tóc mình nó hơi cứng, do đó mình quét phải qua quen phải mình quét phải nhanh thì tóc nó thấm trên bên nước nó sẽ tạo thành mớ bọ dính lại nữa, mình quét nó mới nhanh. Còn một cái cọ nữa ở Long Vĩnh người ta xài á, là người ta xài cái cọ lông thỏ hoặc cọ lông chó. Thay vì mình làm cọ tóc thì ở Trẩm là do người ta mới, người ta còn chưa có nhanh được, thành ra người ta làm cái cọ lông chó. Người ta bứt nhúm lông chó, người ta quấn vô thì nó mềm hơn, cái độ vết dính nó cũng nhiều nhưng mà nó mềm hơn so với tóc. Đây là cái hoa mãng cầu sim chuẩn bị nở. Chuẩn bị nở là chưa nở à? Là mình xem rất là bụng được một cái. Dạ. Không được bụng cái nó không được sao đâu. Cái này là hoa chọn lấy phấn là nó già, nó vàng như vậy rồi. Bông được đó không? Đó là dạ, bông bông mãng cầu nó lưỡng tính. Trong một bông nó có cái bông đực và cái bông cái. Bây giờ như vậy, cái bông mãng cầu ở đây. À đây, cái bông mãng cầu này á, mấy chú, nếu mà nó già thì cái phần này nó sẽ già. Đây là cái đầu đạn. Thì khi mà nó già như hồi nãy mà mình lấy mấy cái đen đen nó rụng ra đó, thì mình sẽ quét lên cái đầu đạn này nè. Quét lên đầu đạn thì quét 3 lần như vậy lên cái đầu đạn này. Thì trong một bông nó cả có cả bông đực và bông cái. Nhưng mà bông đực và bông cái nó không chín cùng một lúc, do đó mình phải phụ phấn bổ khuyết chứ nó không tự thụ cho nó được. Tự nó trong đây có bông đực bông cái luôn, nhưng mà nó không tự xài được, mình phải xài cho nó. Còn cái giống mãng cầu mà giống mãng cầu sim thái á thì sao ạ? Mãng cầu sim thái là nó tự thụ, là do hai cái bông đực, cái nhị đực nhị cái nó có một khoảng thời gian chín giao với nhau nên nó tự thụ được. Trong đó nó có luôn ạ. Không, đừng mãng cầu đặc loại là không phụ phấn tự thụ. Đúng mà. Dạ tự thụ, mãng cầu mà con phát cây mấy chú nhận á, cái đó là tự thụ. Một phấn của một hoa có thể thụ được cho 6 đến 8 hoa khác. Và 3 đến 4 ngày chúng ta mới thụ một lần. Tại vì nếu mấy chú thụ liên tục thì nó sẽ ép sức cây quá, nó nuôi trái liên tục, nó nuôi rỗi. Thì mình cắt ra khoảng 3 4 ngày mình thụ một lần. Yeah. Hoa đến hoa chưa nở người ta không thụ ha, tại nó chưa chín. Thì đây khi mình thụ thì cái cọ này là cọ tự làm thôi mấy chú, trên chiếc đũa bình thường mình chấm vô cái bông mà nãy mình lấy trên cái ly đó, quét vô cái đầu đạn, quét 3 lần vô cái đầu đạn như vậy đó là nó sẽ đạt. Sau khi thụ 4 đến 7 ngày thì thấy cuốn hoa vẫn còn màu xanh, có lớn hơn nữa là thụ phấn sao hoàn tất. 4 đến 7 ngày thì thấy nó đậu. Dạ. Thì cái phần này con rất là nhanh ha. Giờ con chuyển qua cái phần bệnh đi ha.